Xin chào các bạn đến kênh YouTube của Shop Xe Đạp 88. Trong video này Shop Xe Đạp 88 tiếp tục sẽ giới thiệu cho các bạn dòng Giant ATX 610 màu đen đỏ đời 2019 vừa được hãng cung cấp cũng như sản xuất mới nhất hiện nay. Thì hôm trước em đã review cho các bạn rất nhiều mẫu Giant ATX 610 vành 26. Thì hôm nay để phục vụ những em nhỏ cao từ 1m40 đến 1m65, hãng tiếp tục cho ra mắt dòng Giant ATX 610 vành 24 với thiết kế giống hệt chiếc Zanatic 610 vành 26 và có một số thay đổi về thiết kế là tay đê cũng như là bộ chuyển động làm phù hợp hơn với những em bé cao 1m40 đến 1m65. Thì hiện tại giá của chiếc Zanatic 610 vành 24 đã được Shop Xe Đạp 88 bán sale giảm giá trong tháng 10, giá từ 6.450.000 đồng xuống chỉ còn 5.500.000 đồng, ăn kèm giá nước, bình nước, chuông và chắn bùn. Bạn nào có nhu cầu mua xe đạp gian, đạp đua thì cứ alo trực tiếp hotline 0933 522 186 để làm mua xe này. Có truy cập website xedap88.vn. Bên có rất là nhiều mẫu xe đạp đua, xe thể thao. Các bạn truy cập website xedap88.vn để biết thêm chi tiết hơn về tất cả mẫu xe. Còn bây giờ em sẽ review quay cận cảnh cho các xe mẫu gian ATX 610 vành 24 đời 2019 đua với những bé cao 1m40 đến 1m65. Đây là chiếc gian ATX 610 vành 24. Nếu nhìn qua thì nó không khác gì một chiếc vành 26 cả. Nhưng mà phần khung của xe đã đang làm nhỏ hơn. Đây là khung xe cỡ 13.5 13, đây cỡ 13 thì phù hợp với các bé cao 1m40 đến 1m65. Rất là thích hợp cho các bé nào thích vào các bậc phụ huynh yêu thích dòng xe đạp gian, xe đạp cao cấp. Có thể đã mua cho cháu dòng nhỏ nhỏ này để đi. Ngày trước nó ít khi ra cái mẫu vành 24, chỉ có vành 26 thì phải cao tầm 1m6 trở lên mới đi được. Bây giờ xe đã ra mẫu vành 24 thì các bậc phụ huynh nếu yêu thích cái dòng cao cấp thì có thể mua cho các cháu đi dòng này đi học. Mã của xe đó là Zanatic 610 này, vành 24 này. Đây là mã xe này. Đây là thương hiệu của xe gian. Xe vẫn là khung nhôm, đây là mối hàn khung này, hàn rê này. Bộ chuyển động của xe thì vẫn là sử dụng bộ chuyển động trước là Shimano Tolay, bộ đến sau là Shimano. Xe sử dụng đó là 3 tầng đĩa và 7 tầng níp. Níp là níp Shimano MSTZ 500. Xích của xe vẫn sử dụng xích KMC. Vành xe sử dụng vành 24, xăm lốp và xăm lốp gian 24 x 1.95. 24 x 1.95. Xe vẫn sử dụng mở khóa nhanh ở cổng yên này, và cổng yên là cổng yên nhôm này. Bê đan là bê đan nhựa đúc bạc đạn này, chạy rất là mềm, các bạn nhìn cổng quay rất là nhẹ luôn. Yên xe sử dụng yên hợp yên gian da mềm này. Yên gian da mềm. Đây là mã QR của xe các bạn nhé. Mã QR của xe. Bố tăng là sử dụng bố tăng hợp kim nhôm, gian, ghi đông gian. Còn tay đề sử dụng tay đề xoáy. Tay đề xoáy chứ không phải tay đề bấm sạc nhé. Tay đề Shimano vì trẻ con mà. Hầu như đi xe này chưa biết giữ nên người ta sẽ dùng tay đề xoáy, nó sẽ bền hơn. Tay đề bấm sạc thì chúng ta phải học qua thì mới biết dùng được. Còn tay đề bấm sạc chúng ta chỉ cần quay thôi. Tay đề bấm sạc là cả gà đề trước và củ đề sau luôn. Càng xe vẫn sử dụng càng hợp kim thép thụt nhún lò xo, các bác nhé. Còn máy ơ của xe dùng máy ơ gian đúc bạc đạn, luôn đấy. Còn đĩa phanh sử dụng đĩa phanh gian, củ phanh là củ phanh jack. Đấy là tổng thể chiếc xe đạp gian ATX 610 vành 24. Thì mẫu này hiện tại Shop Xe Đạp 88 đang sale giảm giá trong tháng 10 cực sốc đấy các bác nhé. Giá đang được Shop Xe Đạp 88 giảm từ 6.450.000 đồng xuống chỉ còn 5.500.000 đồng, tặng kèm giá nước, bình nước, chuông và chắn bùn. Thì chiếc xe này đã có một bác đặt xe, thì em làm video review qua cho bác ấy xem trước chiếc xe để đóng hàng gửi đi. Em sẽ đóng hàng gửi đi thu cốt. Bên em có gửi tất cả các tỉnh nào em cũng gửi nhé. Chỉ cần là địa là trong lãnh thổ Việt Nam thì bên em sẽ gửi hàng được hết. Còn lại ở nước ngoài thì gửi được nhưng mà phí sẽ đắt hơn. Bắt đầu nhu cầu mua xe đạp gian, xe đạp đua, xe đạp thể thao, xe đạp Twitter, xe đạp 9X Galaxy thì alo trực tiếp online 0933 522 186 để hàng mẫu xe này. Truy cập website xedap88.vn để biết thông tin chi tiết về mẫu xe này, hoặc comment bên phía dưới video để đóng góp ý kiến của mình về video cũng như là đặt hàng mẫu xe này. Cảm ơn các bạn đã xem video.